Kia Cerato anh chị bản full nha bản uh, cao cấp nhất á. động cơ là 1.6 tiết kiệm được nhiên liệu này một chủ từ đầu 2018 2018 thì ghế muối sạc không dây nha anh chị ghế muối sạc không dây đèn full led trước led sau hết cái ổ chỗ này là chạy bị sình nha dính sình nó hơi đục đục đó là dính sình đó anh chị nè, rửa này còn sình nè thấy không đó mấy cái vết đó là dính sình đó sình đất không Xe này thì sản xuất năm 2018 Một đời chủ mua mới Biển số Bình Phước Bản full anh chị Cửa nóc, ghế điện, nhớ ghế hai vị trí Rồi lẫy số thể thao Đề nổ Sita Top Rất là nhiều tính năng nằm ở trên con xe Kia Sinento nha Sạc không dây Cái điện thoại bỏ vô cái học Cái là tự sạc là không cần cắm gì hết Nên nó rất là tiện lợi Thì những cái xe mà có cái tính năng này Thì nó tiện lợi cho người dùng nha Xe này bên Tam bán là 425 triệu nha anh chị. 425 triệu cho con Kia Cerento đời 2018. Đầy đủ chức năng, 425 anh chị. Động cơ là 1.6. Bản full nhất nha, bản full nhất chứ không phải là là bản thường nha, bản full nhất. Bốn vỏ mới đăng kiểm dài, bốn khăn đĩa ABS mâm phay 17. Một con xe nó quá hoàn hảo anh chị ơi, rất là đẹp luôn mấy cái chỗ còn dơ dơ thì cái chuyện đó dễ rồi chỉ sợ lỗi thôi chứ còn dơ thì dễ rồi chất xe rất là tươi và đẹp ha mấy cái thanh này nè còn đen mung luôn rồi tâm cho anh chị coi đây là cái ghế da hai màu ghế, ghế muối hai màu mà ghế riêng nha đây ghế lái chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí rất là thông minh nha anh chị nhớ ghế hai vị trí à, qua lăng tích hợp và có ga tự động vừa lưu con đàm thoại rảnh tay tím bấm bàn phím đồ nó mới lắm anh chị qua lăng còn mới tinh nè à. ở đô chạy 56 000 anh chị 56 000 một chủ mua mới biển số bình phước trần 5 d có cửa sổ trời trần 5 d anh chị đừng có ghét trần 5 d nha bởi vì người người nhà nhà đi trần 5 d rồi có sao bán vậy chứ giờ không biết sao nói luôn đó có trần 5 d ốc tán mới tinh sản xuất năm 2018 2018. Một đời chủ mua mới biển số Bình Phước. Bản full nha anh chị. Nó có bản 2.0 người ta mới bán cái xe màu đen bản 2.0 4.6 Cái này à, bản 1.6 cũng cùng đời luôn 28 đẩy số thể thao nè. ra tự động rồi luôn control nè, phím bấm nè. Điều chỉnh màn hình ở trên đây luôn, trên phím này luôn. Màn hình Android. Cam ve rất là sáng. Máy lạnh auto. <laughs> anh chị thấy không? Cái nội thất nè. Đời nổ chỉ start top, nút đời còn mới. Khóa thông minh, sạc không dây. Sạc không dây là dây này anh chị nè. Bỏ cái điện thoại vô. Nè, coi nè. Đó. Đó, sạc đó anh chị thấy không sạc không dây hay lắm thông minh lắm p khóa mấy làn ô tô xe đẹp xe đúng đẹp luôn nha chất xe thì thôi đừng nói tới qua lăng nó như mới anh chị mấy phím bấm này không có một tí gì là tróc sơn tróc xi si gì hết nhìn mấy cái này nè là mình sẽ hình dung ra được cái xe nha hình dung cái xe từ những cái cái đồ trên xe nha anh chị còn cái xe nó già ngơ và ngắt đi kéo đồng hồ xuống thì thôi nói làm gì ha đây là con xe chuẩn nha anh chị rất là đẹp luôn nhìn vô là có cảm giác yêu thích liền ốc tán nè nó mới lắm mới rất là mới gặp gương auto luôn tích hợp xi nhan trên gương tắp lô tắp bi nè nó, nó còn rất là mới anh chị 425 triệu ha. 425 Kia mười 2018. Bản đặc biệt. Bản cao cấp nhất á, 1.6 turbo. 1.6 turbo nha. Có cửa gió cho hàng ghế sau làm mát nhanh hơn. Ghế muối riêng theo xe và hai màu. Mình nhìn cái nội thất này mình cũng biết cái xe nó có đẹp hay xấu nha anh chị. Cái nội thất này hàng ghế sau hình như là không có thấy ngồi bao nhiêu luôn. Ngồi rất là ít và cái ghế tài cũng còn mới thì chứng minh được là cái xe này chất lượng xe nó còn khá là tốt nha anh chị rất là tốt bởi vì cái ghế mà nó nhầu nó cũ hết thì không có tốt được vậy đâu ha chỉ mỗi tội là lên trần 5D màu kem nó cũng phù hợp nha nhưng mà cái xu hướng bây giờ mà không lên trần 5D là bị lạc hậu nha anh chị <laughs> tâm nghĩ vậy bởi vì à, à, trên 70 phần là trần 5D rồi còn có 30 phần trăm là trần nỉ thôi trần nỉ là theo cái phong cách là phong kiến thời cổ đại còn trần năm d là cái thời hiện đại à, tại tâm làm xe tâm thấy vậy đó còn anh chị thì có quyền lựa chọn năm d hay là không năm d gì đó là anh chị là người quyết định hết chứ tâm không có quyết định được đó nó không có ảnh hưởng tới mặt chất lượng cũng như là mặt thẩm mỹ cái trần năm d nó sẽ sát lên cái nóc luôn nó sẽ cao hơn cái trần nỉ anh chị lưu ý một điều nha còn mỗi người có suy nghĩ bây giờ không cần đẹp hay xấu mà vô thấy Trần 5D là nó sẽ đặt ngay vào cái suy nghĩ của của khách hàng là ôi trần 5D mặc dù cái xe rất là đẹp bởi vì nên tâm nghĩ mình suy nghĩ cái kiểu khác đi là nó sẽ không có gây lại ảnh hưởng mình suy nghĩ đừng nghĩ tới cái trần cứ nghĩ tới cái xe là nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều lắm tâm mua xe giờ nhà 60 xe chứ hết 40 xe trần 5D rồi còn có hai chục và trần nỉ thì cái trần 5D nó chiếm tỷ lệ tới 70 phần trăm với lại giờ ra bọc cần nỉ hay bọc ni lông là mấy ảnh vẽ qua liền không bao giờ mình anh sẽ kêu mình bọc cái 5D lên cho nó mát mà mát thiệt chứ bộ rin hết đồ người con đội đầy đủ Keo chỉ riêng hết à nói chung là chắc xe chuẩn chuẩn của chuẩn nha anh chị rồi đèn sau là đèn full led ha nó ngầu lắm anh chị nhìn nó rất là ngầu hầm hố màu đỏ mặn đỏ đô đỏ đô vỏ lớp thì mới tinh Michelin gầm bệ thì rất là sáng bóng cái bô bô đẹp vậy thì liệu cái xe nó có có chất lượng không anh chị bô nó trắng tươi gầm bệ nó bảy màu rất là mới ha không có đắt đỏ nha chị à xe này ở khu vực đường nhựa không có bị đắt đỏ nha đây mâm phay không có trầy không có suốt gì hết mâm 17 in mâm 17 in rin theo xe 4 tháng đĩa ABS màu đỏ đô nước sơn rin còn nhiều sơn rin xe này thì tâm đánh giá còn trên 80 một chủ mua mới từ đầu Kia Sorento bản cao cấp 1.6 turbo ghế điện cửa nóc nhớ ghế hai vị trí lẫy số thể thao và sạc không dây ghế muối anh chị coi cái xe tuyệt vời tâm dùng từ tuyệt vời đi cho mình dễ hình dung nha không có làm lỗi gì hết và cái máy rất là mới luôn nội thất keo chỉ thì tâm bao riêng này chỉ quay sơ lược qua thôi nha 425 triệu là tâm chốt cho anh chị con xe này về đi nó vừa sang trọng đẳng cấp và cái cảm giác lái và cảm giác sử dụng cái xe này rất là vừa ý anh chị mở cửa một chạm cảm giác lái và cảm giác sử dụng cái xe này rất là vừa ý em ấy đẹp quá nội thất cỡ này thì em ấy có xấu không anh chị ghế da cỡ này quá đẹp tâm rất là vừa ý với những sản phẩm cỡ này trở lên phục vụ bà con là người ta hay dùng từ là nhức nách là đây là cái xe này sử dụng bán cho bà con là sử dụng là bao nhức nách luôn nhức nách giật giật luôn <laughs> xe rất là đẹp nha anh chị keo chỉ rin hết tắp lô tắp bi mới lắm dày sao phản được cỡ này trở lên là không có phản nha anh chị chỉ biết đổ xăng là chạy thôi 4.000 cây thay bình nhớt hết xăng thì đổ xăng vỏ mòn thì thay vỏ chứ còn hư là tâm nghĩ là không có hư rồi đó bởi vì đây là một cái xe thương hiệu là cái thứ nhất cái thứ hai của nó là về mặt tâm linh đó là nó không có lỗi gì hết và cái thứ ba là chất lượng nó còn rất là tốt xe này thì nếu mà chất lượng thì còn trên 90 phần trăm điểm thì cỡ 9 điểm đến 9 điểm rưỡi đó à, mình thùng nước sơn thì thẳng băng sơn riêng còn rất là nhiều chưa bao giờ bị va quẹt hay là đụng chạm gì hết cam kết cho anh chị là keo chỉ nguyên rin máy móc nguyên rin không hề đâm va không hề ngập nước 100 là nguyên rin đó màu đỏ nếu ai phù hợp với cái màu đỏ đỏ đô này thì liên hệ chốt cái xe này là như ý nha anh chị nó tất cả các tính năng của nó ốp sành của nó là không có thiếu đồ chơi dư đồ chơi luôn đó full hết rồi và quá mới rất là đẹp chốt nhanh cho anh chị con xe này 425 triệu bao rút hồ sơ gốc biển số Bình Phước thì bên Tâm rút hồ sơ rất là nhanh nha anh chị cái chỗ này là anh chị lưu ý nha ở trên màn hình đó thì nó như vậy nhưng mà nè Tâm ví dụ nè nè sình đắt không nè không sình không nè không đi sình không à tí nữa tâm về tâm rửa đẹp lắm nước sơn rất là đẹp và rin bao đẹp bao rin bao chất lượng cam kết cho anh chị mình bằng văn bản vô hãng chết thoải mái xe làm lỗi đâm đụng ngập nước trả xe hoàn đủ tiền và mọi chi phí bên tâm chịu hết chi phí đi lại chi phí phát sinh đó còn mà về vấn đề mà euro km á thì tâm cũng là người mua lại thôi mua lại nên cái euro km thì anh chị hết sức là thông cảm mình chỉ kiểm tra xe chất lượng đó có lỗi hay không có ngập nước có rã máy có bị mắc keo chỉ hay không chất lượng nó còn bao nhiêu phần trăm là chốt đơn chứ còn bắt tâm phải bao luôn km thì thua nha tâm không có bao km bất cứ xe nào hết cho dù xe đó nó có lướt đi chăng nữa bởi vì mua xe là bằng mắt thường và theo kinh nghiệm nghề là mua còn mà kêu xe này bao đúng bao nhiêu km thì làm sao mà biết được chỉ có máy móc thôi mà máy móc với điều kiện là xe đó phải được bảo dưỡng định kỳ thì máy móc mới biết được xe đó bao nhiêu km chứ bà bảo dưỡng ở ngoài thì làm sao mà biết được nên tâm sợ mất lòng ở vấn đề đó sẽ xảy ra một cái mâu thuẫn và tranh cãi nên tâm không có bao km bao ở đây là bao chất lượng và bảo hành cho anh chị sử dụng một năm và bao quay đầu nếu anh chị có mua nhu cầu muốn bán lại thì bên tâm sẽ thâu nếu mà giá thị trường sụp quá thì anh chị hết sức thông thảm để tại mình mua là mua theo cái thời giá mà nếu giá thị trường sụp quá thì anh chị phải cho tâm lùi xuống một chút còn nếu giá thị trường vẫn bình ổn xe mới không có tuột giảm thì tâm cứ thâu 10 phần trăm khấu hao 10 phần trăm đến 15 phần trăm trong phạm vi là nửa năm nó thuận mua vừa bán vui vẻ cả đôi bên chứ không có cái kiểu mà lừa lừa dối dối rồi kiếm tiền là không có nha anh chị bên Di Tâm thì anh chị cũng thấy rồi rất là nhiều khách hàng mọi miền tổ quốc đã đến xem kiểm tra và chạy thử cũng như là mua ủng hộ và đăng ký kênh nhiều lắm mà chưa có một cái phản hồi nào mà gọi là tiêu cực hết nên bà con rất là tin tưởng và vừa ý với cách phục vụ của tâm tâm rất là mừng và phấn khởi và như vậy thì tâm liên tục giữ vững những cái những cái tình cảm cũng như là cái cách làm của mình để phục vụ bà con ngày càng tốt hơn chứ không bao giờ mà để bà con phải thất vọng với ô tô di tâm hết nha cái máy này là ở trong rất là mới khi mà bà con mua thì bên tâm sẽ thay cho nhà mình một bình nhớt mới luôn cái ruột máy mới lắm màu nhớt rất là vàng ốc tán thì chưa mở con nào hết nắp cò chưa đụng chưa đại gì hết một trăm là nguyên riêng và ốc còn rất là mới xe này đặc biệt có cái là không có bị đắt đỏ nha anh chị ở bình phước thì nó hay bị đắt đỏ nhưng mà xe này không có bị đắt đỏ chất xe thì đẹp liền lạc và sạch sẽ mọi công năng chức dụng là tuyệt vời anh chị mua về thì tâm đánh giá là xe này không tốn một ngàn đăng kiểm còn dài tới năm hai nghìn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn tức là còn tương đương với một năm nữa bốn cái vỏ thì mới rồi mình thùng nước sơn thì đẹp ken nội thất cũng như là ngoại thất không có vết đầy xước nội thất thì rất là mới và riêng theo xe à, đồ chơi thì đầy đủ hết rồi xe này giờ chỉ về là bỏ tiền ra là đem cái cái xe này về sang tên chính chủ rồi đổ xăng là chạy thôi không cần phải làm gì hết anh chị mọi công năng chức dụng là tuyệt vời mình thùng nước sơn hình ảnh nói chung là nó vừa ý lắm luôn và mức độ chạy êm lướt của nó thì đừng có nói tới Rất là êm và rất là lướt Nhẹ Anh chị uh, uh, Alo cho Tâm 0917215512 Và 0974835522 Ô tô Di Tâm có địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương Google là đại lý ô tô Di Tâm nha anh chị Liên hệ Tâm để sở hữu những con xe hiện có tại công ty nha em xin uh, kết thúc video ở đây Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị Và À hãy nhớ bấm nút đăng ký cho Tam nha. Tam cảm ơn bà con rất là nhiều ha. Xin hẹn gặp lại ạ.